Xin kính chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha anh em nhá. Hôm nay thì giới thiệu với anh em bộ 4 món của Future 110 nha anh em. Future 110 đây, thì xe này nó là xe giấy tờ là ở Hoàng Hoa Thám đây. Đấy, biển là biển 29 nha anh em, biển 29 nha. Đó, đây mình sẽ cho anh em coi luôn số khung nhá. Đấy, giấy tờ mình quay đó là đầy đủ chi tiết cho anh em nha. Anh em bao yên tâm về vấn đề giấy tờ nha, hợp pháp. Biển số của nó, số máy là số khung là 013980. Đây, 013980. Đấy, anh em nhìn rõ nha. Đó, 013950. Thì sườn của Future 1 thì chắc nhiều anh em biết rồi, mình cũng quay một vài lần về những cái sườn bên mình đang bán rồi. Thì sườn Future 1 ở phía đầu nó sẽ là màu xám trắng nha anh em, màu xám xi măng, mà ở phía sau nó sẽ là màu đen nha. Cái này không phải là sơn lại nha, mà cái bản chất cái sườn nó là như vậy anh em. Đó, rồi thì đây, số biển là 29-34081 biển Tiến nha. Và số máy là 001-3991. Mình quay số máy cho anh em xem nè. Đây, 001-3991 nha anh em. Đấy, anh em coi kỹ giúp mình nha. Rồi, số khung số máy là trùng nhau nha anh em, cứ yên tâm nha. Đó, thì cái sườn này mình đang bán nha anh em, giá là 1,1 triệu nha anh em, gồm 4 món: sườn lốc biển số nha, sườn lốc máy, sườn này lốc máy này, lốc số này, biển số và cà vẹt nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái sườn cho anh em xem nha. Đó, thì cái sườn này nó bao anh em chưa một lủng luôn nha, rất là đẹp này, bao chưa một lủng như hết đâu anh em. Đó, thì sườn Future 1 thì anh em mua về được cái một cái sườn này nó anh em rất là chắc luôn nha. Anh em mua về mà chúng ta chế làm xe chở hàng cũng rất là ngon, hoặc là anh em mua về thay thế cho những cái sườn Future 1 nó đã cũ rồi, thì bao cho anh em là cái sườn này chưa có hàn nối chấp vá gì hết nha anh em. Mua về nó gắn vô là vừa y keng luôn. Đó, sườn lốc giấy là rất là giấy tờ đầy đủ cho anh em luôn. Đó, thì những anh em nào mà cần mua cái sườn này có thể liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha. Bộ 4 món của Future 110 giá là 1,1 triệu nha anh em, giá cực kỳ hữu nghị nha anh em luôn. Trong cái đợt cuối năm thì mình cố gắng mình sẽ sale thêm nhiều cái món hàng nữa, thì những anh em nào mà có cần mua thì có thể liên hệ với Đạt nha. Chuyên bên mình thì chuyên các dòng về rim, quay và future nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem clip rất là nhiều, thì mọi người gặp em những clip tiếp theo nha. Đó.